chúng ta có gì trong hành trang đạo đức của chính mình ngoài một mớ những định kiến, những bài học đạo lý, giáo dục cũ rích, ngoài vài cái vị kỷ trịch thượng của kẻ ban phát? Chúng ta có gì trong gia tài đạo đức của ta ngoài sự hạn hẹp và ác độc trong lớp áo choàng lóng lánh của kẻ làm từ thiện? Bạn ban cho kẻ yếu vài ký gạo, hay chính kẻ yếu ban cho bạn sự cao thượng mà bạn vẫn thèm khát? Ai ban cho ai điều gì? Và nếu nhờ vài ký gạo, vài đồng bạc lẻ mà bạn lên được thiên đàng, thì ắt hẳn bạn phải cảm ơn những kẻ nghèo khổ kia đấy. Chính họ cho bạn cơ hội thăng hạng đạo đức trong mắt đấng tạo hóa. Nhưng tôi biết đó không phải là cách mà tạo hóa này hoạt động. Hãy cho đi và quên ngay khi vừa cho. Đừng cho đi rồi giữ lại trong lòng, giữ lại một sự ghi ơn, một sự tự hào, giữ lại một ý tưởng rằng ta đã giúp người. Cho đi một đồng mà giữ lại một đống những tham luyến, danh vọng, thì không một ai có thể giải thoát, cứu rỗi bản thân mình.